Chào các bạn, quay trở lại với phần hướng dẫn Final Cut. Thì trong series những bài học tiếp theo này, mình sẽ hướng dẫn các bạn chỉnh màu cơ bản trên Final Cut. Đối với dựng phim trên Final Cut thì theo mình đánh giá là phần chỉnh màu là phần khó nhất và cũng là dành cho những người dựng phim chuyên nghiệp, thì họ sẽ bắt buộc phải chỉnh màu rất là kỹ. Vì phần chỉnh màu khá là nhiều và phức tạp nên mình sẽ chia ra nhiều bài học nhỏ. Thì trong bài học hôm nay mình sẽ hướng dẫn chính các bạn về các biểu đồ và một số khái niệm cơ bản đối với phần chỉnh màu trên Final Cut. Thì đầu tiên là các bạn phải mở cái phần biểu đồ trên Final Cut ra. Thì phím tắt của nó là Command 7. Và các bạn chọn mục View, chọn Show in Viewer và chọn Video Scope. Lúc này nó khá là nhỏ thì các bạn tắt cái mục bên này đi để dễ quan sát. Thì bạn bấm vào cái phím này. Mình kéo cái này xuống để cho nó dễ nhìn. Đầu tiên là bạn sẽ phải truy xuất vào mục View này để hiển thị những kiểu hiển thị biểu đồ. Thì nó có nhiều dạng, đây là hiển thị cơ bản nhất là nó hiển thị một biểu đồ thôi. Bạn có thể hiển thị song song hai biểu đồ hoặc ba hoặc bốn. Thì bình thường thì tùy vào kích thước màn hình của bạn, nếu như nhỏ quá thì có thể hiển thị một, thường thường mình sẽ hiển thị khoảng hai. Mình tắt luôn cái phần thông số bên này để các bạn dễ quan sát. Giờ mình chuyển về dạng một biểu đồ. Rồi mình sẽ hướng dẫn từng biểu đồ một. Rồi bây giờ để tùy chỉnh các loại biểu đồ thì các bạn bấm vào biểu tượng này. Ở đây nó có ba dạng biểu đồ chính là biểu đồ histogram, vectorscope và waveform. Biểu đồ histogram này là giống như trên máy ảnh vậy. Thì trong dựng video thì cái biểu đồ này ít được sử dụng nên mình cũng sẽ không nói chi tiết ở phần này. Mình qua biểu đồ thứ hai là biểu đồ waveform. Trong này nó có rất là nhiều dạng. Thì các bạn chỉ quan tâm chính là phần Luma này và phần RGB Play và RGB Overlay. Thì mình sẽ nói từng phần một. Đầu tiên là mình nói đến phần Luma. Luma là viết tắt của từ Luminance, có nghĩa là độ sáng. Tức là cái biểu đồ này nó hiển thị theo thang độ sáng. Các bạn thấy nó chạy từ âm 20 cho đến trên 100. Thì theo nguyên tắc cơ bản, một bức hình chuẩn của nó thì ở vùng sáng nhất của nó sẽ là ở 100. Thì mặt trời hoặc một cái bóng đèn chẳng hạn thì ở vị trí sẽ là 100. Hoặc là ở vùng tối nhất, vùng bóng đêm chẳng hạn thì nó sẽ ở 0. Để các bạn dễ hình dung, mình sẽ qua cái bức hình này. Cái biểu đồ này nó sẽ hiển thị từ trái sang phải, theo bức hình từ trái sang phải. Còn cái vùng sáng dọc này thì nó hiển thị theo độ sáng. Chứ nó không phải hiển thị theo từ dưới lên trên đâu nhé. Một số người mới đầu chưa quen thì có thể dễ bị nhầm. Ví dụ mình lấy bức hình này, ở bên này nó có bức ảnh màu trắng nhất, sau đến xám, xám dần và đến tối. Thì lúc này ở vị trí bên trái thì tương ứng là cái bên này. Nó là vì nó là trắng sáng nhất thì nó ở vị trí 100 là cao nhất. Tương tự như vậy nó sẽ giảm dần độ sáng. Những bức hình này nó sẽ tối hơn cho đến cái vị trí số 0 này, có nghĩa là tối nhất. Về nguyên tắc cơ bản trong dựng phim thì là cái biểu đồ sóng Luma này á, đối với tất cả mọi video nó chỉ được chạy từ 0 cho đến 100. Nếu như nó vượt quá 0 á, thì cái vị trí đó sẽ nó sẽ bị mất điểm ảnh, tức là nó sẽ bị đen. Còn nếu như nó vượt quá 100 á, thì nó sẽ bị cháy sáng. Giờ mình lấy ví dụ cho các bạn dễ hình dung. Mình sẽ mở cái phần thông số này lên. Mình vào mục ký hiệu này là phần chỉnh màu, thì những bài học tiếp theo mình sẽ hướng dẫn. Bây giờ mình sẽ làm ví dụ trước. Mình qua mục Color Wheel. Ví dụ bây giờ mình tăng bức hình này sáng hết cỡ, các bạn sẽ thấy. Mình nói sơ một chút là một số khái niệm bạn cần phải biết, ví dụ như highlight có nghĩa là vùng sáng, midtone là vùng ở giữa và shadow là vùng tối. Một bức hình nó sẽ luôn có ba vùng như vậy. Còn phần master là vùng chỉnh tổng. Mình lấy ví dụ trong trường hợp cái highlight của này nó đạt dưới 100, có nghĩa là những cái điểm ảnh trên này nó vẫn sẽ thấy. Trong trường hợp mình tăng nó quá lên, lúc này bạn sẽ thấy cái biểu đồ này nó sẽ vượt quá giá trị 100. Tương ứng những cái vị trí này nó sẽ bị cháy sáng, bạn sẽ thấy nó màu trắng và bạn không phân biệt được điểm ảnh của nó. Ngược lại, nếu như mình cho cái vùng tối của nó dưới không thì bạn sẽ thấy cái vùng ở giữa này này chính là tương ứng với cái phần đen ở khu vực này. Tại vì biểu đồ này nó sẽ hiển thị từ trái sang phải, nó cũng sẽ bị mất điểm ảnh, tức là vì nó ở phía dưới không nên nó sẽ mất điểm ảnh. Mình nhắc lại một lần nữa là nguyên tắc khi chỉnh thì người ta sẽ chỉnh từ 0 cho đến 100. Về nguyên tắc thì người ta sẽ thường thường kéo cái biểu đồ sóng này làm sao để cho nó giãn ra. Tức là người ta tăng độ tương phản của cái video, có nghĩa là vùng sáng càng sáng hơn, vùng tối thì nó càng tối hơn, để cho nó tăng độ tương phản lên thì nó sẽ đẹp bức hình hơn. Bạn có thể chạy thử video để thấy nó sẽ thay đổi theo thời gian thực, có nghĩa là video đồng thì cái biểu đồ này nó cũng đồng theo. Vùng vàng này các bạn có thể thấy ở hai bên, có nghĩa tương ứng với hai bên màu sắc, cái cánh đồng ở hai bên. Màu hồng này có thể tương ứng với cái áo của cái cô bé này, màu xanh này thì áo của cô bé phía bên trái này. Tương tự như vậy bạn có thể nhìn để đọc cái biểu đồ như vậy. Cái vùng sáng này chính là cái vùng sáng nhất của cái clip, thì là cái phần phía bên mặt trời chiếu vào phần bên phải của bé này.
Thông thường khi người ta chỉnh contrast, tức là chỉnh độ tương phản ấy, thì người ta sẽ đưa nó về chế độ monochrome, tức là đồng nhất một màu để người ta dễ quan sát và chỉnh. Thì các bạn muốn làm như vậy thì các bạn chọn mục view và chọn monochrome. Lúc này thì cái toàn bộ nó sẽ hiển thị một màu trắng. Muốn tăng độ sáng của nó lên thì bạn bấm vào đây, kéo cái này lên thì nó sẽ càng sáng. Như vậy cho bạn dễ quan sát hơn những cái vị trí tối như này, để bạn kéo cho nó chuẩn. Rồi mình qua cái video thứ hai này thì nó cũng tương tự như vậy. Các bạn có thể quan sát khi bạn chạy video, bạn sẽ thấy là nó sẽ đồng theo cái bức hình. Mình có thể đọc một số cái đơn giản như cái phần màu trắng vệt trên này chính là cái vùng sáng này, nó chính là vùng sáng nhất, nó sẽ gần 100. Màu xanh này bạn có thể thấy tương ứng với cái áo ở cái bàn này. Tương tự như vậy qua cái bức hình này, bạn sẽ thấy cái vùng sáng nhất chính là cái vùng mặt trời ở giữa. Thì tương ứng trên biểu đồ thì cái vùng này cũng là vùng sáng nhất. Cái vùng tối nhất bạn có thể thấy chính là cái vùng phía bên trái này này. Nó là những cái vùng bóng đen ở đây. Thì tương ứng biểu đồ này nó ở bên trái này, nó cũng có những cái vùng biểu đồ sống như vậy. Và qua cái này cũng vậy. Bạn sẽ thấy trong trường hợp này thì cái bức hình này nó khá là tối, nó không có vùng sáng. Ví dụ bạn sẽ thấy có những cái tia này nó lên rất là sáng, thì nó tương ứng với những cái điểm trắng ở đây này, nó rất là sáng sáng nhất. Thế từ cái này nó cũng có những cái điểm trắng sáng nhất ở đây, thì có những cái tia ở cái vùng này. Cái phần tối nhất chính là cái phần này, thì nó sẽ có cái vùng shadow ở đây, nó cũng chạy từ trái sang phải, bên này đỏ vàng xanh lá và xanh dương. Và cái biểu đồ thứ hai mình muốn giới thiệu là cái biểu đồ RGB Play. Biểu đồ này nó được tạo nên từ ba màu cơ bản, đó là đỏ, xanh lá và xanh dương. Thì về nguyên tắc ba màu này chính là ba màu cơ bản, mà các màu khác thì chỉ được tạo ra bằng việc phối trộn ba màu này. Cơ bản là như thế này, ví dụ như một bức hình màu trắng thì có nghĩa là ba cái biểu đồ này nó phải bằng nhau. Nếu như cái vùng đó là màu đỏ hoặc màu hướng hơi hướng về đỏ, ví dụ như cam hoặc vàng chẳng hạn, thì cái vùng màu đỏ này nó xuống sẽ nổi nhất và cái vùng xanh lá và xanh dương này nó sẽ thấp. Và ngược lại thì các màu khác nó cũng tương tự. Thường thường người ta sử dụng cái biểu đồ này chính là để cân bằng trắng. Nếu trường hợp ở vị trí màu trắng nhưng mà cái biểu đồ sống trên ba cái này nó không phải bằng nhau thì có nghĩa là nó đã chưa cân bằng trắng và người ta phải làm bước cân bằng trắng. Bây giờ mình sẽ lấy ví dụ để bạn dễ hình dung, mình sẽ mát cái vùng màu trắng này lại. Đó, bạn sẽ thấy ngay lập tức là cái ba cái màu này bằng nhau. Nếu như trong trường hợp mà cái bức hình này nó chưa cân bằng trắng, ví dụ bức hình này nó bị ám xanh chẳng hạn, bạn sẽ thấy này, thì bạn sẽ thấy cái biểu đồ này nó sẽ không cân bằng ở cái vị trí màu trắng này, mà cái phần màu xanh lá là cao nhất, hai phần màu đỏ và màu xanh dương nó giảm xuống. Khi mình tắt cái mục mask này đi, bạn sẽ thấy bức hình này nó sẽ bị ám xanh. Mình kéo về hướng ngược lại, trong trường hợp này bức hình nó bị ám đỏ thì cái phần màu trắng này này nó cũng sẽ ba cái này nó cũng sẽ không bằng nhau. Lúc này nó sẽ ám ám hồng thì cái màu xanh lá nó bị giảm xuống. Ví dụ như là một bức hình màu đỏ chẳng hạn, ví dụ mình mark cái vùng này, mình đưa về màu đỏ. Lúc này bạn sẽ thấy trên màn hình là chỉ có màu đỏ thôi. Mình phóng to này lên. Thì bạn sẽ thấy ra trong bức hình này nó chỉ có màu đỏ. Như vậy thì cái biểu đồ này nó cũng là màu đỏ chiếm phần lớn trên biểu đồ, màu xanh lá và xanh dương là gần như không có. Cái biểu đồ tiếp theo là cái biểu đồ RGB Overlay. Thì cái này nó cũng là ba màu nhưng mà thay vì nó tách làm ba thì nó nằm cùng một chỗ. Nếu như ở vị trí màu trắng thì ba cái màu này nó phải trộn lại với nhau và tạo thành màu trắng. Nếu như nó bị ám xanh chẳng hạn, mình lấy ví dụ nó ám xanh, mình để cho nó sang màu xanh, thì bạn sẽ thấy là lập tức cái màu xanh nó sẽ đẩy lên và hai cái màu này nó bị đẩy xuống. Làm sao để bởi một bức hình được gọi là cân bằng trắng thì là cái vùng phân màu trắng ba cái biểu đồ này nó phải nằm cùng hàng và nó ba cái màu này nó phải về cùng một vị trí. Đây ví dụ như bức hình này, bạn nhìn kỹ bạn sẽ thấy bức hình này nó bị ám xanh. Cái vùng trắng ở đây bạn có thể nhìn thấy là cái phần màu xanh dương này nó sẽ rất là cao. Thì trong quá trình cân bằng trắng thì sẽ mát cái vùng này lại. Sau này mình sẽ hướng dẫn các bạn cân bằng trắng, nhưng mà mình muốn nói cơ bản một chút. Ở cái vùng này là vùng màu trắng của bức hình nhưng mà cái phần màu xanh dương này nó rất là lớn. Thì người ta chỉ cần kéo cái phần temperature này bù lại. Đơn giản như vậy bạn đã thấy là bức hình này nó đã hết bị ám xanh, mình tắt bật cái lúc trước. Bình thường thì màn hình của bạn nó nếu như không được cân màu á, hoặc mắt của bạn nhìn nó thì nó sẽ không có chuẩn. Mà bạn phải nhìn vào biểu đồ nó mới chính xác. Thì lúc này mọi người nếu mình nhìn không kỹ thì sẽ không biết là nó ám xanh, nhưng sau khi tắt bật lên thì sẽ biết. Lúc trước nó ám xanh và bây giờ nó đỡ hơn. Cái biểu đồ cuối cùng mình muốn giới thiệu là cái biểu đồ vector scope. Đấy là biểu đồ vòng tròn màu, thì nó sẽ có ký hiệu là chữ G là green, yellow là vàng, R là red là đỏ,
Magenta là MG có nghĩa là màu hồng. Blue là màu xanh và cyan là màu xanh lá, giữa màu xanh dương và màu xanh lá. Thì mục đích của cái biểu đồ này á, là bạn có thể xem được cái mức độ đậm nhạt của màu, ngoài ra nó cũng hỗ trợ để cân bằng trắng. Có nghĩa nếu một bức hình toàn màu trắng thì cái vị trí tâm của nó phải nằm ở vị trí trung tâm này. Nếu như nó có một màu sắc nào đó thì cái biểu đồ này nó sẽ có cái màu hướng về cái màu đó. Ví dụ nó có màu xanh lá chẳng hạn thì nó sẽ tràn về màu xanh lá. Mình lấy ví dụ cái bức hình này. Đó, bạn sẽ thấy tấm của nó là màu trắng và nó sẽ tràn về màu đỏ, vì trong bức hình này nó rất là nhiều màu đỏ thì nó sẽ tràn về phía màu đỏ. Ví dụ clip này chẳng hạn, bạn sẽ thấy là nó sẽ có hướng về màu xanh này, tại vì cái áo của cái bà này là màu xanh, tóc của cô bé này màu vàng thì nó sẽ hướng về màu vàng, hơi 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 nửa vàng và đỏ. Đó, cứ như vậy là bạn có thể hình dung được để đọc cái biểu đồ này như vậy. Thì biểu đồ này giúp quan sát được cái độ đậm nhạt của màu, tức là saturation. Ví dụ bạn tăng độ đậm màu lên, ví dụ mình tăng độ đậm màu lên chẳng hạn, đó bạn sẽ thấy bên bức hình bên này bạn sẽ thấy là rất là đậm màu, thì tương ứng thì cái vùng màu bên này nó cũng tràn ra đó, nó càng càng đậm thì nó càng tràn ra. Về nguyên tắc thì nó sẽ không được vượt quá cái vòng này, có nghĩa là độ đậm màu của nó là 100%, trung bình thì nó chỉ nằm ở khoảng 50% thôi, trung bình mắt người nhìn thấy thì nó khoảng 50%, tức là nó khoảng nằm một nửa từ điểm tâm cho đến vị trí màu này. Ngoài ra cái biểu đồ này còn có một mục đích chính nữa là để chỉnh màu da. Thì ở đây nó có một cái đường thẳng, bạn nhìn để ý sẽ thấy một cái đường thẳng từ đây cho đến đây. Thì đấy chính là màu da chuẩn. Thì bất kể là người châu Âu hay châu Á hay châu Phi cũng vậy, thì nó chỉ có duy nhất một màu da như thế này. Nhưng mà nó tùy thuộc vào độ đậm nhạt của màu ấy, thì có thể nó sẽ trải ra hoặc ngắn lại, nhưng mà chắc chắn cái vị trí màu da nó sẽ luôn nằm trên cái đường này. Ví dụ bức hình này nó có nhiều màu, đó là từ trắng cho đến đen. Vì những tất cả màu này nó thực ra chỉ là một màu thôi. Từ màu trắng đến màu đen thực ra nó chỉ là thay đổi giá trị saturation, độ đậm nhạt của màu và độ sáng của màu. Về nguyên tắc nó vẫn là vùng, trong tiếng Anh gọi là neutral, tức là vùng này là vùng cân màu, nó không có màu gì ở đây hết. Thì nếu như khi bạn cân bằng trắng clip hoặc một video bạn cân bằng trắng thì có nghĩa là bạn phải tìm những cái vùng trắng hoặc vùng xám hoặc vùng đen như này để cân màu. Thì nguyên tắc của nó là trên cái biểu đồ này nó sẽ phải nằm ở vị trí tâm, nếu như nó có bị ám một màu nào đó thì nó sẽ có cái màu hướng về cái vị trí đó. Rồi mình qua cái biểu đồ này, bạn sẽ thấy ở đây nó có rất nhiều màu. Mình sẽ lại mark cái vùng màu cho bạn thấy. Đó, khi mình mark màu vàng, bạn sẽ thấy nó ngay lập tức nó có một điểm từ tấm cho đến vị trí vàng. Nếu mình di chuyển cái này sang thì nó sẽ nhảy sang màu cyan. Tương tự bức hình này nó có bốn màu này thì nó sẽ có bốn màu này, hướng về bốn màu như vậy. Sau khi giới thiệu về biểu đồ màu rồi, mình sẽ hướng dẫn về khái niệm về màu sắc. Thì cái màu sắc này nó tương tự như cái biểu đồ màu này. Mỗi cái vùng này là một màu đối xứng. Khi bạn giảm màu xanh chẳng hạn thì cái bức hình nó sẽ chuyển về màu đỏ. Khi bạn chạm màu xanh dương chẳng hạn thì bức hình nó sẽ bị chuyển về màu vàng. Nó đối xứng như vậy trên cái biểu đồ này. Cái vùng mà từ vị trí trắng này cho đến biến của nó là gọi là saturation, tức là mức độ đậm nhạt của bức hình. Có nghĩa là khi bạn càng tăng saturation thì cái bức hình nó càng đậm màu, và cái biểu trên biểu đồ này nó cũng sẽ đậm màu lên. Giảm saturation thì nó sẽ giảm xuống cho đến khi nó bệt, tức là nó không còn màu nữa, thì nó sẽ ở vị trí màu trắng, thì nó sẽ hướng về vị trí tâm này. Khi bạn thay đổi cái vòng này theo chiều xoay tròn của nó, tức là bạn đã thay đổi màu sắc của nó, thì nó gọi là hue. Hue có nghĩa là điều chỉnh màu. Còn một giá trị cuối cùng nữa là luminance, hay còn gọi là luma, có nghĩa là độ sáng. Nói chung mình chỉ nói sơ đơn giản như vậy để các bạn hình dung. Thì trong bài học tiếp theo thì mình sẽ nói chi tiết hơn về các khái niệm này. Phần cuối cùng này mình sẽ nói một khái niệm cơ bản để các bạn có thể hình dung cơ bản, đó là về dải màu. Có nghĩa là mỗi một chuẩn video thì nó sẽ có một dải màu tương ứng. Ví dụ như bạn nhìn lên góc này nó sẽ ghi là red 709, có nghĩa đây là một dải màu. Nó có thể có những cái dải màu khác, ví dụ như red 202 hoặc những cái chuẩn khác. Mình lấy ví dụ như chuẩn red 709 thì là cái vùng ký hiệu màu vàng, có nghĩa là cái dải màu của nó chỉ nhỏ như thế này thôi, trong cái vùng tam giác này. Còn cái vùng red 202 không thì nó có vùng màu đen này, có nghĩa là dải màu nó rộng hơn. Hiện tại thì tất cả các chuẩn TV HD thì nó chỉ ở dải màu là 709, và hầu như mọi người làm việc chính trên dải màu này. Rồi sau khi các bạn làm xong rồi, nếu muốn trả về giao diện mặc định của nó thì các bạn chọn Windows Workspace và chọn Default. Bài học hôm nay mình sẽ dừng ở đây. Bài học tiếp theo mình sẽ giới thiệu về các công cụ chỉnh màu và một số khái niệm mà các bạn sẽ quen dùng.